Không, giờ quay luôn đi anh. Mình là mình đang đoán là như thế này, tức là nó sẽ ra theo quy cách, vậy không? Sẽ ra theo quy cách theo đặt hàng, theo đặt hàng của thằng chủ mưu cái vụ khai thác rừng này này. Lấy trước rồi đã. Còn từ mấy cái này á, đó là xe lái hết. Nó không, mình nghĩ nó cũng chỉ lấy một phần thôi. Còn lại hắn nói là để cho cái bọn mà khiên quá này, cái bọn nó cho mình. Để cho hắn có động lực chứ mấy. Đồn biên phòng gây khó khăn, không cho lực lượng của xã vào, vì cho đây là cái vùng biên giới, vùng cấm. Mà muốn vào á thì phải làm đầy đủ các văn bản, phải có xác nhận đầy đủ thì mới được vào. Cho nên xã rất bất bình những cái việc mà trong thời gian vừa qua này thì chúng ta phối hợp với nhau thì tạo điều kiện để giúp địa phương. Đúng ra là chúng ta giúp địa phương. Mà hiện nay cơ chế chúng ta cũng có cái tăng cường một đồng chí phó bí thư đảng ủy từ biên phòng tăng cường về cho xã. Nhưng mà ngược lại á, là chúng ta không giúp được nhiều cho địa phương, mà cái khó khăn nhiều.